Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn ạ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video của Nha khoa Hồng Cường. Và ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với Nha khoa Hồng Cường, đó chính là ngày hội chỉnh nha và sẽ được diễn ra trong khoảng 2 ngày, đó chính là ngày 15 và ngày 16. Vì vậy là trong 2 ngày này thì Nha khoa Hồng Cường sẽ có những chương trình cực kỳ ưu đãi dành tặng cho khách hàng. Và các bạn đừng bỏ lỡ ngày hẹn này nhé.